ở với con một hôm. Hôm sau, ra về trong nước mắt. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, người sống trên đời không ai thoát khỏi bốn chữ sinh, lão, bệnh, tử, đặc biệt là cha mẹ. Ở cái tuổi xế chiều, chẳng ai biết khoảng thời gian còn lại của họ bao nhiêu. Ngày còn thơ bé, con như chú chim non được bảo bọc trong mái ấm gia đình. Lúc bấy giờ, cha mẹ trong mắt con là cả bầu trời. Nhưng khi trưởng thành, bước ra thế giới rộng lớn, khoảng trời ấy thu hẹp dần. Con vội chạy theo vòng đua của danh vọng và tiền bạc, khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa. Chẳng thể thấu hiểu thế giới nội tâm của nhau. Đến lúc gần đất xa trời, cha mẹ còn bao nhiêu tiền bạc, đất đai, nhà cửa đều dành hết cho con, mong con có một cuộc sống an yên. Tuy nhiên, quý vị ạ, chúng ta chỉ còn giá trị khi chúng ta còn tài sản. Cho nên mới có câu, nhà của cha mẹ thì con cái luôn luôn được chào đón. Con muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhưng nhà của con thì bố mẹ muốn đến hay muốn đi thì phải xin phép hay thưa lời với con đó. Cho nên, tuổi già nếu được đừng dựa vào con, hãy giữ cho mình một đường lui, đó là nhà. Tiền bạc, tự cung tự cấp, tự do tự tại là hạnh phúc nhất. Như câu chuyện đau lòng sau đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho tuổi già. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất. Ngủ nhà con trai một tối, sáng sớm mẹ ra về trong nước mắt. Tôi năm nay 62 tuổi, mấy hôm nay theo dõi những video trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa về vấn đề người già sống tự do, không phụ thuộc con cái, tôi bỗng thấy chột dạ. Tôi vốn có một hoàn cảnh khá đặc biệt. 32 năm trước, khi con trai được 2 tuổi thì chồng tôi mất. Một mình tôi làm lụng lo cho con và mẹ chồng già yếu, bệnh tật nên cứ thiếu trước hụt sau. Khi con được 6 tuổi, mẹ chồng tôi qua đời. Người họ hàng ở Đức về chơi thấy hai mẹ con khó khăn nên khuyên tôi để con lại cho ông bà ngoại rồi sang nước ngoài làm ăn mấy năm, kiếm chút vốn về lo cho con. Tính đi tính lại, tôi thấy con đường đó là sáng sủa nhất nên đã nén nước mắt gửi con cho bố mẹ đẻ sang xứ người mưu sinh. Những năm tháng ở bên Đức có bao nhiêu cơ cực nước mắt, nhưng tôi vẫn cố gắng chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm tiền để sau này con trai có tương lai tốt đẹp. Thấm thoát 5 năm trôi qua, con trai tôi đã vào cấp 2. Cháu ngoan ngoãn học giỏi khiến tôi rất hạnh phúc. Nhưng sau đó, mẹ đẻ tôi qua đời, bố tôi ốm đau nên hai ông cháu được đưa đến ở cùng vợ chồng người em trai tôi. Các em rất thương và quan tâm đến cháu, nhưng không biết vì lý do gì, con tôi bỗng trở nên ương bướng khó bảo. Cháu hay bỏ học và đi chơi điện tử cùng bạn bè. Có lần cháu còn đánh nhau, bị nhà trường gọi lên kiểm điểm. Em trai khuyên tôi nên thu xếp công việc để về dạy con. Nhưng lúc đó, việc ở bên Đức không cho phép tôi nghỉ. 2 năm sau, tôi mới trở về thì con trai tôi đã là một đứa trẻ hư hỏng, không học hết cấp 3. Giận con, nhưng cũng thương con. Tôi quyết tâm cho con đi học bổ túc, quyết lấy bằng cấp 3 rồi đi học nghề cơ khí. Con ra trường đã bớt nghịch ngợm và tu chí làm ăn nên tôi đầu tư cho con mở xưởng. Tuy nhiên, xưởng của con làm ăn không tốt, chỉ vài năm đã đóng cửa. Con phải lên Hà Nội làm thuê cho người ta. 4 năm trước, con dẫn bạn gái về ra mắt và xin được làm đám cưới. Con gái có vài phần tôi không ưng, nhưng thấy hai đứa con quấn quýt, vui vẻ nên tôi đồng ý.
cưới xong, các con muốn sống ở thủ đô, tôi lại dành hết vốn liếng mua cho các con một căn nhà ở quận Hà Đông, Hà Nội. Còn tôi vẫn sống ở quê. Gần đây, trong hội bạn tôi chơi, có một người bị ốm, nằm viện ở Hà Nội. Chúng tôi thuê xe lên đó thăm. Dự kiến cả đoàn sẽ đi trong buổi sáng, vì thế tôi không nói với các con. Tuy nhiên, vào viện thăm bạn xong thì tôi thấy người khó chịu, hoa mắt, chóng mặt. Bạn bè khuyên tôi nên ở lại viện để khám bệnh. Tôi khám xong thì trời đã sẩm tối nên gọi cho con trai đón về nhà. Tối đó, sau khi ăn uống xong xuôi, tôi và con trai, con dâu ngồi trên ghế sofa xem tivi và nói chuyện. Tôi bảo các con nên có kế hoạch sinh con sớm. Tôi sẽ lên ở cùng, bế con cho chúng yên tâm làm ăn. Con dâu tôi không nói nửa lời, đứng dậy đi vào phòng trong. Con trai tôi thấy vậy cũng đi theo vợ. Lần sau anh bảo mẹ đừng có can thiệp vào chuyện của chúng ta. Đừng tưởng mua cho căn nhà thì thích lên lúc nào thì lên, thích nói gì là nói. Tiếng con dâu cất lên khi cửa phòng của chúng đóng lại. Được rồi, em cứ nhịn đi, ngày mai là bà ấy về rồi. Anh sẽ không để em phải sống chung với bà ấy đâu. Đừng quan tâm đến lời của bà ấy. Việc chúng ta làm. Tiếng con trai tôi đáp lại. Tôi đau như có ai vừa đâm trúng trái tim mình. Đêm đó tôi không thể ngủ được. Buổi sáng các con chưa ngủ dậy, tôi đã sắp quần áo để chuẩn bị đón xe về quê. Trên xe về, nước mắt tôi cứ chảy tràn. Tôi tự hỏi liệu mình có sai không khi đã nỗ lực hết mình vì con, dành cho con tất cả, để đến bây giờ khi mọi tiền của đã đổ dồn cho con, tôi lại được nghe từ con những lời như vậy. Tôi thật sự thấy mình quá thảm hại rồi. Xin mọi người cho tôi biết tôi đã làm sai ở đâu và tôi làm như thế nào để tôi có thể sửa chữa sai lầm đó. Câu chuyện thứ hai. Mẹ không về quê thì vợ chồng con bỏ nhau mất. Sau lần sinh nở, tôi gặp biến chứng lớn đến việc không thể mang thai được nữa. Vợ chồng tôi cũng có những lúc buồn khổ, nhưng rồi cũng qua, động viên nhau rằng ông trời cho đến đâu thì mình nhận đến đó. Con cái là lộc trời cho, không thể cưỡng cầu. Với tâm lý chỉ có duy nhất một đứa con, nên tôi dành hết tất cả mọi thứ cho thằng bé. Không ít lần tôi chấp nhận đánh đổi sự nghiệp, sở thích cá nhân để có thể chăm sóc cho con cái trọn vẹn nhất. Đến giờ tôi cũng chưa từng hối hận về điều đó. Con cái lớn nhanh lắm, thoát một cái nó đã học hành xong xuôi, có công ăn việc làm đàng hoàng và lập gia đình như cái lẽ tất yếu của cuộc sống. Tôi có con khá sớm nên khi con cái đã đến tuổi thành gia lập thất thì tôi vẫn đang là trụ cột kinh tế trong gia đình. Bố chúng nó làm nhà nước nên lương hậu, công việc ổn định thôi. Còn đâu thì kinh tế của gia đình phụ thuộc vào cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng mà tôi đang mở ra và vận hành gần 20 năm nay. Vợ chồng tôi tuy nói rằng ở quê nhưng cũng chẳng cách xa thủ đô là mấy. Đi cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ là đến nơi. Có khi còn nhanh hơn đi trong nội thành mà chúng giờ tan tầm ấy chứ. Vậy nên khi con cái quyết tâm lên thành phố lập nghiệp, chúng tôi đều đồng ý và nghĩ rằng mình có thể đi đi lại lại hỗ trợ chúng nó được. Nói thật lòng là vợ chồng trẻ mới cưới, kinh tế không thể vững được. Vậy nên khi cậu con trai ngỏ lời, tôi đồng ý mua cho chúng một căn chung cư nho nhỏ. Dù sao thì các cụ cũng đã nói rồi, an cư thì mới lạc nghiệp. Sau đó thì hai vợ chồng chúng nó cứ sinh sống với nhau như vậy thôi. Con dâu khá ít nói và khó gần, nhưng giữa mẹ chồng nàng dâu không có bất kỳ bất hòa nào hết. Tôi nghĩ chắc là do con bé tính cách hướng nội mà thôi. Mãi cho đến khi con dâu có bầu, tôi chủ động lên chăm sóc hai vợ chồng chúng nó nhiều hơn, nhưng vẫn chủ yếu là đi đi về về.
có ở lại cũng chỉ vài hôm rồi lại phải về nhà. Tôi vẫn phải vận hành cái cửa hàng vì đấy là nguồn kinh tế chính. Giờ sắp có cháu nội rồi, cũng cần cố gắng tích lũy sao còn cho cháu được cái gì hay cái đấy. Con dâu sinh nở xong thì cả hai vợ chồng chúng nó ngỏ ý muốn tôi lên ở cùng để tiện chăm sóc con dâu và cháu nội. Ban đầu tôi phải từ chối vì tôi nghỉ thì ai bán hàng bây giờ. Sau đó vài tháng thì chồng tôi nghỉ hưu nên hai vợ chồng bàn bạc để ông ấy tiếp tục trông coi cửa hàng. Tôi sắp xếp vài việc rồi tay xách nách mang lên thành phố để chăm cháu. Vậy là từ lúc cháu gái được 4 tháng đến hơn 1 tuổi, tôi đều ở nhà hai vợ chồng con trai để trông cháu. Tiện thể lo chuyện cơm nước cho hai vợ chồng chúng nó luôn. Trong khoảng thời gian này, tôi và con dâu có nhiều bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con bé. Thế nhưng, tôi chỉ nghĩ đơn thuần đây là khác biệt về khoảng cách thế hệ mà thôi. Mỗi lần có gì bất đồng, tôi và con dâu cũng cố gắng nêu ra ý kiến của mình để cố gắng tìm ra hướng đi thống nhất. Nhưng có lẽ với con dâu của tôi thì không phải vậy. Ấy vậy, nhưng tôi không thể ngờ sau hơn 1 năm nghỉ việc để lên đây chăm sóc con cháu, cuối cùng tôi nhận lại về câu nói của con trai khiến tôi sững sờ. Bây giờ bé con cũng cứng cáp rồi, mẹ về quê đi. Mẹ còn ở đây thì vợ chồng con bỏ nhau mất. Nói thật lòng, từng ấy thời gian ở cùng cháu gái, hai bà cháu quấn quýt như vậy, giờ bảo không được gặp nó nhiều nữa, tôi buồn đến xót xa ruột gan. Tôi cũng hiểu rằng con dâu không thích ở chung với mẹ chồng, nhưng để đến mức muốn đuổi khéo tôi về quê thì tôi chưa từng nghĩ đến. Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị đồ ăn cho cháu gái và cơm nước cho vợ chồng con trai rồi lẳng lặng xách hành lý về quê. Lòng tôi không giận, chỉ là có chút buồn và tủi thân mà thôi. Câu chuyện thứ ba. Từ khi mẹ chồng đến ở chung, vợ chồng tôi cãi nhau đến mức muốn ly dị. Công bằng mà nói, chồng tôi là một người tốt, năng động, có trách nhiệm, xuất sắc và đáng tin cậy, biết kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Nhưng khi mới cưới nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Mỗi ngày sau giờ tan làm, chúng tôi đều cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau dọn dẹp vào ngày cuối tuần, thường xuyên hẹn hò, dành thời gian riêng cho nhau. Thế giới chỉ có hai người thật là đẹp, cho đến khi mẹ chồng tôi xuất hiện. Hôm đến nhà tôi, mẹ xách túi lớn túi nhỏ. Lúc đầu tôi còn ngây thơ nghĩ rằng mẹ đến có ít hôm mà mang theo nhiều đồ thế. Chẳng ngờ hơn 3 tháng sau mẹ vẫn không hề đả động đến chuyện bao giờ mẹ sẽ về. Dần dần mẹ coi mình như là người chủ gia đình trong tổ ấm bé nhỏ của tôi. Mẹ thường xuyên la mắng, giận trách tôi. Vợ chồng tôi đều rất bận công việc, thường xuyên phải làm thêm giờ. Nhưng mẹ lại cảm thấy khó chịu. Mẹ cho rằng đàn ông đi làm việc tối ngày thì còn có thể hiểu được. Đàn bà đi làm gì đến tận 8-9 giờ tối mới về nhà. Khi tôi về, mẹ mặt nặng mày nhẹ, hết sai tôi đi lau nhà lại bảo tôi đi giặt với chờ phơi quần áo. Tôi đi làm cả ngày đã mệt rũ, những việc đó tôi thường tự có kế hoạch sắp xếp của mình khi mẹ không sống ở đây. Nhưng bây giờ, bà cứ bắt con dâu làm theo ý bà. Tôi cảm thấy kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần khi phải chiều theo ý mẹ, phải làm dâu một cách uể oải, khiên cưỡng trong chính ngôi nhà có một phần là bố mẹ tôi bỏ tiền ra mua cho. Điều không thể chịu đựng được nữa là từ khi mẹ chồng đến, vợ chồng tôi bắt đầu cãi vã, ngày càng trở nên gay gắt hơn. Vì chồng tôi nghe lời mẹ nói xấu vợ mà không chịu nghe tôi giải thích. Nói thật, tôi đau khổ lắm. Từ người đàn ông rất chiều chuộng vợ, làm mọi việc cùng vợ, dành mọi thời gian dành để ôm ấp yêu thương vợ, bây giờ anh ấy lại không đứng về phía tôi, cứ nghe mẹ quay sang trách vợ.
cho nên tôi không nhịn mà hai đứa cứ nói qua nói lại. Có lần khi hai người đang vui vẻ trò chuyện, tôi với nhân cơ hội mà nói với chồng. Anh còn nhớ vợ chồng mình từng rất vui vẻ, hòa thuận trước khi mẹ đến không? Mình chẳng bao giờ giận nhau quá một ngày. Chồng tôi lắng nghe có vẻ chăm chú, nên tôi tiếp lời. Nhưng bây giờ, mẹ xét nét em đủ thứ lầm lỗi. Anh nghĩ em làm dâu nên cần ngoan ngoãn nghe theo. Anh không bênh vực em lần nào, em thực sự đã chán ngấy việc anh cứ thế này. Chồng tôi liền đáp, thật ra anh đã nói mẹ nên về nhà ở với bố. Nhưng lấy tư cách là mẹ chồng, mẹ nói còn nhiều điều phải chỉ dạy cho em. Em đã không nghe lời chút nào thì anh biết làm sao? Thế là vợ chồng tôi lại suýt cãi nhau. Cuối cùng chồng tôi bảo thôi dừng đi, mai anh sẽ nói chuyện lại với mẹ. Bữa tối hôm sau, chồng tôi lựa lời nói với mẹ. Mẹ à, mẹ để bố ở nhà đi cũng lâu rồi. Mẹ thu xếp về với bố đi ạ. Không cần phải lo lắng cho vợ chồng con nữa đâu. Mẹ chồng nghe nói vậy, lập tức mặt biến sắc. Bà hét lên. Mày nói với mẹ mày như thế à? Cái gia đình này không cần tao nữa đúng không? Rồi trừng mắt nhìn tôi. Chồng tôi bất lực nói. Không phải như vậy, nhưng chính mẹ cũng thấy đấy. Suốt 3 tháng mẹ ở đây, ngày nào vợ chồng con cũng cãi nhau. Mẹ luôn nghĩ vợ con không tốt và lười biếng, trong khi cô ấy cũng làm việc rất chăm chỉ. Vợ chồng con công việc bận rộn. Thật ra việc dồn lại một chút cũng không sao. Nhưng từ khi mẹ sang, vợ con cái gì cũng phải làm ngay. Sàn nhà mà không sạch, nửa đêm cô ấy cũng nai lưng để lau nhà. Mẹ chồng tôi lầm bầm. Tao hồi trẻ không phải cũng như thế sao? Ngày nào cũng làm ruộng, tối về nhà thì dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi. Việc gì mà không đến tay? Chồng tôi bảo, con biết đó là thời của mẹ, nhưng bây giờ ai thế nữa đâu. Từ khi mẹ đến đây, lần trước chúng con đã suýt ly hôn. Nếu con ly hôn, mẹ có hài lòng không? Mẹ chồng tôi im lặng một hồi, cuối cùng cũng buông lời. Thôi, vì anh chị đều không muốn tôi ở đây, nên ngày mai tôi sẽ đi và không bao giờ đến nữa. Lúc này tôi mới lên tiếng. Mẹ ơi, không phải mẹ không được chào đón. Mẹ có thể đến bất cứ lúc nào và coi đây như là nhà của mình, không có vấn đề gì cả. Nhưng cách sống của mẹ con mình khác nhau, suy nghĩ của mẹ và con cũng khác nhau. Tại sao mẹ không thể hiểu cho chúng con? Hôm sau mẹ chồng tôi thu dọn đồ đạc đi về. Từ đó hai vợ chồng tôi lại hòa thuận như xưa, không còn gì phải tranh cãi nữa. Quý vị ạ, không ít mẹ chồng cho đến tận ngày nay vẫn mang tâm lý lo lắng rằng cuộc sống của vợ chồng con trai không được tốt. Sợ con dâu sướng quá sẽ làm khổ con trai mình, bắt nạt con trai mình. Nên cứ muốn làm khổ con dâu một chút, hạnh hoẹ một chút để cho nó biết vị trí trong nhà là vợ phải theo chồng. Các bà mẹ chồng ấy không hiểu rằng thời nay suy nghĩ về hôn nhân của mọi người đã thay đổi. Hôn nhân hạnh phúc, nhất là cuộc hôn nhân trong đó vợ chồng bình đẳng với nhau như là bạn. Người bạn tình tôn trọng và bảo bọc nâng đỡ nhau bằng tình yêu thương, chứ không phải bằng chuyện phân vai cao thấp. Những bà mẹ chồng như vậy thường tự cho mình quyền xen vào cuộc sống của các con, nghĩ rằng mình như vậy là đang giúp chúng, nhưng thực chất lại là đang làm hại chúng. Tuổi trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân đầy mới mẻ, tất nhiên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Nhưng hãy để đó là cuộc hành trình bí ẩn, đầy thú vị, để họ tự khám phá, thậm chí mắc sai lầm và sửa sai. Có như vậy, họ mới học được cách tổ chức hôn nhân và giữ gìn hôn nhân của mình đã dày công vun đắp, cùng nhau già đi trong hạnh phúc bền lâu. Câu chuyện thứ tư, vợ chồng con trai lạnh nhạt sau khi tôi sang tên nhà. Tôi như người ngoài trong chính căn nhà của mình và cảm thấy hối hận khi sang tên nhà cho con trai khi còn mạnh khỏe.
Tôi năm nay 62 tuổi, có một con trai và một con gái. Vợ tôi mất cách đây 7 năm vì bạo bệnh. Tôi hiện sống với vợ chồng người con trai ở quê. Con gái út đang sống và làm việc ở thành phố. Cách đây vài năm, vợ chồng con lớn cần tiền làm ăn. Có nhờ tôi thế chấp tài sản là ngôi nhà để lấy tiền kinh doanh. Phần vì buồn do vợ mới mất. Phần vì nghĩ con chỉ có hai đứa lại đang ở với vợ chồng con trai và nghĩ sau này cũng ở với vợ chồng chúng. Nên tôi tin tưởng và quyết định sang tên nhà cho con. Thế là từ đó tôi có cảm giác thái độ của vợ chồng con trai thay đổi hẳn. Lúc trước, sợ tôi buồn, vợ chồng người con trai thay phiên đôn đốc bảo ban tôi đi tập dưỡng sinh với các bạn già trong khu phố hoặc bảo tôi ra quán cà phê gần nhà chơi cờ tướng cho đỡ buồn. Buổi sáng, khi tôi đi tập thể dục về thì đã thấy vợ chồng nó mua sẵn đồ ăn sáng cho. Khi thì hủ tiếu, khi thì phở nóng. Kể từ khi sang tên nhà, tôi có cảm giác bị lạnh nhạt hẳn. Không mua đồ ăn sáng, cũng chẳng có cơm chiều. Tôi còn phát hiện hai vợ chồng chúng chở nhau đi ăn lúc chiều để khỏi về nhà nấu cơm. Hỏi lý do thì chúng bảo công việc bận, có nhiều chuyện cần phải giải quyết nên không có thời gian nấu cơm. Tôi thấy mình như người ngoài trong chính ngôi nhà của mình. Về phần con gái thì cháu ra trường đi làm ở Sài Gòn đã lâu, chưa có chồng. Hiện tôi còn một số tiền, vàng và một mảnh đất riêng. Cả hai đứa con không biết về mảnh đất này. Phần này tôi định tặng cho con gái làm của hồi môn khi lấy chồng. Nhưng tôi đang phân vân. Nếu tiếp tục ở chung với vợ chồng người con trai, thì có khi trái gió trời trời tôi đổ bệnh mà chúng nó không hay. Tôi không yên tâm lắm. Tôi thật hối hận khi sang tên nhà mình khi còn mạnh khỏe. Tôi có nên bán đất và gom tiền mua chung cư Sài Gòn để sống với con gái không? Vì hiện cháu đang ở trọ chứ chưa có nhà. Tôi nghĩ ở với con gái thì cũng tốt và được chăm sóc chu đáo hơn. Sau này cháu lấy chồng thì tôi cho cháu một phần tiền để mua căn hộ khác ở gần đó. Quý vị ạ, xã hội ngày nay rửa con như đánh một canh bạc chẵn lẻ vậy. Cho nên để không bận tâm buồn phiền tuổi già thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tồi tệ nhất. Con cái có cuộc sống của con cái, đừng dựa hết vào chúng để rồi nhận lại đắng cay, quý vị nhé. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Tình yêu của mẹ. Bà vừa bưng chén cơm lên, gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén. Con dâu liền trườn người tới, lấy tay đè đôi đũa của mẹ chồng lại, rồi ngọt nhạt nói: "Ấy, mẹ già rồi không có làm gì nặng nhọc, đừng nên ăn những thứ này, khó tiêu lắm. Ăn chừng nửa chén cơm với ít nước tương là đủ rồi mẹ ạ." Bà tiêu nghỉu buông miếng thịt gà ra, cay đắng và vội vơ những hột cơm vào miệng, tưởng chừng như đang nhai đá. Cố chút giọt nước mắt muốn trào ra, bà buông tiếng thở dài. Con dâu vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén cho thằng tí, con trai nàng vừa nói với mẹ chồng bằng một chất giọng dịu dàng êm ái: "Con cũng chỉ lo cho sức khỏe của mẹ mà thôi." Thằng tí liền chen vào: "Mẹ nói nội ăn nhiều, ăn thịt không tốt cho sức khỏe, sao mẹ lại ép con ăn nhiều vào là sao?" Nàng trừng mắt quát lên: "Đồ danh con, mày thì biết cái gì mà nói, có ăn không thì bảo." Có tiếng chuông cửa, con dâu đứng dậy mở cửa. Thằng tí ngước nhìn nội, thấy mắt nội ươn ướt, nó biết nội khóc. Nó liền thò thè với nội: "Nội đừng có buồn, để con giấu miếng thịt gà này, lát mẹ con đi làm rồi con lấy cho nội ăn ha." Nói xong, thằng tí bỏ miếng thịt gà vào chén rồi chạy ù xuống bếp, giấu miếng thịt gà vào một góc bếp. Bà nhìn theo, nước mắt rưng rưng. Lấy vạt áo lau vội nước mắt, con trai vừa bước vào nhà thấy vậy hỏi: "Mắt mẹ làm sao vậy?"
Bà gượng cười. Ờ, bụi nó bay vào mắt thôi con. Con dâu cắt ngang. Em đã bảo anh đi về sớm, còn công việc, giờ mới vác xác về. Nhà thì bao nhiêu là việc, mà anh lúc nào cũng thong thả. Thôi, ngồi vào ăn nhanh đi, kẻo người ta đang đợi đấy. Hắn vội trả lời. Em làm như anh ở không à? Ở cơ quan có bao nhiêu là việc, chứ rảnh rỗi gì đâu. Đang làm việc với đối tác thì vợ hắn gọi. Alo, chiều anh ghé qua trường đón con rồi chở con đi ăn luôn nhé. Em đến cơ quan có đoàn thanh tra đến nên em phải tiếp khách về hơi trễ. Thằng Tí vui mừng vì hôm nay được ba đón, nó líu lo. Hắn xoa đầu thằng con trai cưng của mình. Hôm nay con trai cưng của ba ăn gì để ba mua về cho ba con ăn với nội cho vui? Thằng Tí ngước mắt hỏi ba. Ủa, mẹ đâu hả ba? Hắn hôn chụt vào má con trai rồi trả lời. Hôm nay mẹ bận công việc cơ quan, về hơi trễ. Cha con mình tự ăn. Tí mừng rỡ thốt lên. Ơi dẹ, hôm nay không có mẹ ở nhà, ba phải mua thật nhiều đồ ăn về cho nội ăn nhé. Ba đừng cho mẹ biết nha, con thương nội lắm. Hắn ngạc nhiên. Tại sao phải giấu mẹ? Tí hồn nhiên trả lời. Bởi vì mẹ nói nội già rồi, ăn nhiều thức ăn không tốt. Mỗi bữa ăn chỉ nên ăn nửa chén cơm là đủ rồi. Hắn nghe như sét đánh ngang tai, ruột gan như có ai đang sát muối, da thịt như có ngàn con kiến chích. Hắn chở vội con trai đi mua thức ăn rồi hối hả về nhà mong gặp mẹ. Bao nhiêu hình ảnh tuổi thơ của hắn và mẹ như cuộn phim quay chậm hiện về trong tâm trí hắn. Hắn tức giận chen lẫn xót xa. Hắn hối hận vì thời gian qua hắn lao vào công việc mà không quan tâm đến mẹ. Lúc này đây, hắn mong muốn có đôi cánh để bay thật nhanh về bên mẹ, để chui vào lòng mẹ như thuở ấu thơ, để xin mẹ tha thứ cho sự thờ ơ của đứa con mà mẹ cực khổ nâng niu nuôi dạy hắn trưởng thành như hôm nay. Mắt hắn cay xè. Mở cửa lao vào nhà, hắn đứng chết lặng, nhìn thấy mẹ vịn quanh thành bếp lò, bước từng bước chậm chạp. Hắn lao đến ôm bờ vai của mẹ lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Bà giật mình cười nói. À, đôi mắt của mẹ mấy hôm nay nó lờ mờ, không nhìn rõ cho lắm. Chắc là tuổi già nó vậy, nên con đừng có lo lắng nha. Nó nghẹn ngào. Sao mẹ không nói để con chở mẹ đi khám? Bà cười hiền nói. Ta thấy bay lu bu công việc, nói ra sợ bay lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc. Hắn nghẹn ngào nơi cổ họng, nước mắt trào ra, hắn nức nở. Con xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ cho tội bất hiếu của con. Để con cõng mẹ đi bệnh viện mẹ nhé. Hắn bồng mẹ chạy bay ra sân. Bác sĩ nói đôi mắt của mẹ anh bị đục thủy tinh thể. Tại sao phải để lâu như vậy? Ngày mai anh chở cụ đến làm thủ tục nhập viện để chúng tôi tiến hành thay thủy tinh thể gấp cho cụ. May ra còn cứu kịp. Nhưng độ sáng không được 100%, chỉ 60 là may mắn lắm rồi. Nhìn mẹ mò mẫm từng bước, nét mặt bà ngẩn ngơ mà hắn chết lặng. Hắn hối hận, đau đớn, dìu mẹ từng bước mà lòng đau như cắt. Hắn khóc như một đứa trẻ, thằng Tí cũng khóc to. Hắn thức cả đêm chỉ để viết một lá thư. Xong hắn ôm cây đàn lên sân thượng ngồi đến sáng. Vợ hắn thức dậy nhìn quanh không thấy chồng đâu thì càm ràm. Mới sáng sớm mà đi đâu không biết. Có công chuyện cũng phải nói cho người ta biết chừng chứ. Vợ hắn đi đến bàn trang điểm thì thấy một lá thư và một cái USB. Nàng tò mò cầm lá thư lên và mở ra xem thì thấy nét chữ của chồng. Nàng cười khẩy. Gớm, thời buổi bây giờ còn thư với tử. Cần gì thì nhắn tin là xong. Cần còn mất thời gian như thế này không? Hay là lại muốn hâm nóng tình cảm chăng? Nhưng với bản tính tò mò của phụ nữ, nàng mở ra đọc. Vợ yêu,
Từ ngày mình yêu nhau rồi nên duyên chồng vợ, anh rất mãn nguyện. Anh rất tự tin khoe với bạn bè và đồng nghiệp về người vợ yêu của mình. Anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm. Hạnh phúc hơn nữa là em sinh cho anh một thằng con trai kháu khỉnh thông minh. Anh thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng em cho anh. Cảm ơn em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Đọc đến đây, vợ hắn cười mỉm đầy sung sướng. Ai nói chồng tôi biết nịnh đầm này? Nàng cười thành tiếng và đọc tiếp. Vì thế, anh nguyện với lòng sẽ không để cho em và con cực khổ thiếu thốn như tuổi thơ của anh và mẹ. Nên anh không quản khó nhọc ngày đêm lao đầu vào công việc. Đến nay thì nhìn lên vợ chồng mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người mơ ước. Để anh kể cho vợ yêu nghe, thời thơ ấu của anh rất cơ cực. Anh sinh ra thì đã không thấy mặt bố. Mẹ anh tần tảo nuôi anh. Mẹ không ngại nắng mưa, mồ hôi nước mắt chan cơm. Nhưng mẹ luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh khôn lớn mỗi ngày. Anh còn nhớ như in, không thể nào quên. Năm đó anh lên 8, mẹ đi làm thuê cho người ta tối mịt với về. Vừa bước vào nhà, mẹ liền móc trong túi áo ra, đưa cho anh một miếng thịt gà gói trong miếng lá chuối. Mẹ nói anh ăn đi cho khỏe. Anh nói mẹ cùng ăn với anh. Mẹ xoa bụng nói, mẹ no quá đi làm thuê cho người ta, họ cho mẹ ăn nhiều lắm rồi đây. Còn đây là phần của con ăn đi. Thế là anh ăn ngấu ăn nghiến, còn lại xương không là xương. Một lát sau, anh đi ra sau hè, thấy mẹ gặm từng miếng xương mà anh bỏ ra lúc nãy. Anh đứng chết lặng nhìn mẹ. Mẹ thấy anh cười già là, mẹ thấy còn tí thịt nên ăn chứ bỏ uổng quá. Chứ mẹ no lắm, không tin đến giờ bụng mẹ mà coi. Nói xong, mẹ đứng lên xoa bụng cười cười, nói, ôi no quá. Mẹ anh dại quá phải không em? Giá như lúc đó, mẹ vứt anh qua một bên mà đi thêm bước nữa, thì mẹ đâu phải chịu khổ chịu cực như vậy. Hay trời sinh ra người mẹ là thế đấy hả em? Đọc tới đây, mắt vợ hắn nhòe đi, nước mắt của vợ hắn rơi xuống làm ướt một góc của lá thư. Nàng đọc tiếp. Mẹ anh hy sinh cho anh nhiều lắm, kể không hết đâu. Nếu kể ra hết thì cả 100 cuốn vở 200 trang họa may mới đủ. Anh chỉ kể cho em nghe chuyện này nữa thôi nhé. Lúc anh lên 10, anh bị một cơn bạo bệnh tưởng đâu không qua khỏi. Mẹ anh không có một đồng dính túi. Bà chạy từ đầu làng đến cuối thôn vay mượn, nhưng không ai cho mượn. Họ không cho mượn là phải, bởi vì nhà anh quá nghèo. Cho mượn lấy gì mà trả? Mẹ anh vừa cõng anh vừa khóc chạy vào bệnh viện. Chân không mang dép, bị gai đâm chảy máu mà mẹ không thấy đau. Đến bệnh viện, mẹ anh liền chạy đi tìm chỗ bán máu rồi nộp viện phí chữa chạy cho anh. Khi anh khỏe lại, nhìn thấy mẹ xanh xao vì thiếu máu, quần áo thì sộc sạch, chân thì rách tùm lum vì gai đâm. Nhưng mẹ vẫn cười tươi khi thấy anh khỏe lại. Bà mừng quá khóc to, rồi anh khôn lớn trưởng thành trong vòng tay mẹ, để đến khi chúng mình gặp nhau rồi cưới nhau. Anh cứ ngỡ cuộc đời anh đã bước sang một trang mới khi gặp em. Mà thật, anh đã bước sang một trang mới. Nhưng mẹ anh thì không. Bà vẫn sống trong sự thiếu thốn, không được ăn no, ăn những món mà bà thích. Anh đúng là đứa con bất hiếu. Anh là một thằng đàn ông không ra gì. Thằng tí con chúng mình tuy còn nhỏ, nhưng nó biết và nó thấy hết. Nên anh từ nay về sau phải chăm sóc mẹ chu đáo, nếu không nó sẽ học tính anh đấy em ạ. Hôm qua đón thằng tí về, anh phát hiện ra mẹ bị mắt mờ và chở mẹ đi khám. Bác sĩ nói mẹ bị đục thủy tinh thể để quá lâu, nên sáng nay anh chở mẹ vào viện để nhập viện thay cườm
mà không kịp báo cho em biết. Cầu trời Phật cho mọi điều tốt đẹp đến với mẹ, đừng để mẹ của anh khổ nữa. À, mà hôm buồn quá nên anh cầm cây đàn lên sân thượng, ngồi hát bài về mẹ để tặng mẹ khi bà xuất viện. Anh có quay lại và có vào USB, em nghe thử xem có ok không nhé. Vợ nó khóc ngất, khóc cho sự hối hận của mình. Tiện tay, nàng đút cái USB vào máy tính, giọng hắn vang lên. Phải công nhận, trời phú cho nó một giọng ca quá tuyệt vời. Hắn vừa hát, vừa rưng rưng đầy cảm xúc. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian lao. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cỏ lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sóng biển dạt dào, sao con gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Mặt không trang điểm, mặc nguyên bộ đồ ngủ, nàng dắt tay thằng Tí chạy ào ra đường đón taxi đi thẳng đến bệnh viện. Vào tới viện, nhìn thấy chồng đi tới đi lui trước phòng mổ với khuôn mặt lo lắng, nàng chạy ào đến bên chồng nức nở. Em xin lỗi anh, em xin lỗi mẹ, em hối hận lắm rồi. Từ giải về sau, em sẽ cùng anh gánh mẹ anh nhé. Hắn ôm ghì vợ vào lòng, nở nụ cười và âu yếm nói. Như thế mới là vợ yêu của anh chứ. Thằng Tí chen vào. Vậy từ giày về sau, nội có được ăn thịt gà không hả mẹ? Nàng cúi xuống thẹn thùng pha lẫn xấu hổ. Cửa phòng mổ mở toang, cô hộ lý đẩy bà cụ ngồi trên chiếc xe lăn ra. Cô hộ lý liền cất tiếng. Chúc mừng gia đình, ca mổ đã thành công ngoài mong đợi. Đôi mắt của cụ được 100% độ sáng. Con dâu chạy ào đến ôm mẹ chồng lo lắng. Con dâu rưng rưng. Con xin lỗi mẹ, những hành động vừa qua của con đã làm cho mẹ buồn. Mong mẹ tha thứ cho con. Thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng bà kịp nhận lại trạng thái và đã hiểu ra vấn đề. Bà liếc mắt nhìn thằng con trai, rồi nở một nụ cười rất tươi và mãn nguyện. Điều lo sợ của bà đã tiêu tan. Bà lo sợ một điều, nếu con trai biết chuyện, vì bà nó sẽ cãi vã với vợ nó, rồi dần dần vợ chồng nó sẽ mất hạnh phúc, rồi sẽ dẫn nhau ra tòa ly dị, thì cháu bà sẽ như thế nào đây? Nó sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ, cháu nội của bà không ai dạy bảo. Sẽ trở nên hư hỏng hay đau buồn vì chuyện ly dị của cha mẹ. Còn con trai bà lấy người khác có được hạnh phúc hay không? Hay hết cưới người này rồi lại tới người khác? Hay chán đời mà bê tha? Bà mừng lắm, không phải mừng vì được sáng mắt, mà bà mừng vì con bà đủ trí thông minh để xử lý tình huống. Chứ việc gì không hài lòng thì đưa nhau ra tòa ly dị là sẽ tan nát cả một gia đình. Biết chịu khó ngồi lại gỡ rối thì mới là vẹn toàn. Bà vuốt tóc con dâu âu yếm nói. Mẹ tha thứ và bỏ qua cho con từ lúc con về làm dâu mẹ rồi. Cả nhà đều nở nụ cười tươi. Hắn kề vai vào cõng mẹ ra giường bệnh, miệng nghêu ngao. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Thằng Tí vỗ tay. Ba hát hay quá.
Thằng Tí chạy lại kéo tay của mẹ nó. Mẹ ơi, ba cõng nội kìa. Ba rất là number one. Sau này mẹ già, ba già bằng nội ấy, con sẽ cõng ba mẹ giống như ba cõng nội bây giờ. Ha, con vui quá mẹ ơi, con vui quá nội ơi. Câu nói ngây thơ của cô Tí đã chạm sâu vào trái tim nàng. Nét mặt con dâu tái đi, thoáng chút giật mình và run sợ. Nàng lý nhí trong cổ họng. Mô Phật, cảm ơn người đã đưa đường chỉ lối để con kịp tỉnh ngộ mà sám hối. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.